Chào các bạn, trong những ngày cuối năm này có rất nhiều các bạn là đang muốn là lựa chọn gia đình hay là thầy cô hay là các bậc phụ huynh một món quà ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái sản phẩm ghế massage có thể là dành làm quà tặng vô cùng ý nghĩa cho người thân, bạn bè cũng như là gia đình. Đó là phiên bản ghế massage F995D mới nhất của Fujibashi được phân phối bởi hệ thống tại Fastsport. Như các bạn thấy ở đây thì phiên bản ghế massage Fujigashi F99 có hai màu chủ đạo, đó là màu nâu xám chuột và màu nâu kết hợp với màu trắng sữa truyền thống. Thì phiên bản ghế massage Fujigashi này thì là có hai bàn phím điều khiển cho các bạn là lựa chọn. Thứ nhất là mặt điều khiển đằng trước có bàn phím điều khiển đây, đó là bàn phím điều khiển tự động, trong đó là có 8 chế độ massage tự động để cho các bạn lựa chọn phù hợp với các đối tượng khách hàng cũng như là các trạng thái cơ địa khác nhau. Thì khi các bạn bật máy lên, tức là bật cái nút nguồn ở trên bàn phím điều khiển như này, thì là cái chế độ body scan, tức là quét tự động toàn thân trong khoảng 3 giây, nó sẽ đo được chính xác trọng lượng cũng như là khối lượng bề ngang, bề dọc của các cái đối tượng cũng như các cái cơ thể khác nhau để điều chỉnh các cái tổ hợp bi năm cũng như hệ thống bàn tay máy ở đằng sau phía lưng cũng như là bàn chân, bắp chân của các bạn làm sao cho phù hợp và chính xác nhất. 8 bài tự động massage ở trên mặt điều khiển ở đây thì mình cũng giới thiệu với các bạn luôn, đó là các chế độ massage tự động. Đối với bài massage tự động đầu tiên ở đây, đó là bài massage tự động toàn thân, hay là bài tiếp theo đó là bài massage tập trung vào cổ và gáy, hay bài massage là kéo giãn cơ thể, hay bài massage trước khi đi ngủ, hoặc là bài massage dành cho chế độ luyện tập thể dục thể thao, cũng với mà bài massage dành cho dân văn phòng, đó là tập trung vào thắt lưng và eo, cùng với là chế độ massage không trọng lực, đó là chế độ zero ở dưới này. Và đặc biệt nữa ở trên mặt điều khiển đây còn có tính năng là massage kiểu theo điệu nhạc, đấy đó là chế độ music MP3. Cụ thể thì như các bạn thấy ở đây, tổ hợp đi năm bàn tay máy của sản phẩm ghế massage F99 này thì nó kết hợp là bằng những cái viên bi silicone ở đầu, viên bi có nhiệt của ngoại có thể tự dò tìm huyệt đạo trên cơ thể để thay đổi các cái điệu bấm huyệt, day ấn, vỗ nhào khác nhau để trong quá trình massage bạn không thấy bị nhàm chán, và cái tác dụng lên các cái vị trí cơ thể được chuyên sâu và giảm đau mỏi cũng như căng cứng cơ thể một cách nhanh nhất. Đặc biệt là ở đây thì những cái bài massage chuyên sâu, ví dụ như bài massage dành cho những người thường xuyên là làm việc với máy vi tính hay lái xe đường dài, thường xuyên là mỏi cổ vai gáy, thì là nó sẽ tập trung massage cho bạn là phần cổ vai gáy. Đối với bài này nó là chế độ neck and shoulder như này. Ở phần bài massage này thì là các viên bi nó sẽ là kết hợp ở những cái động tác, ví dụ như là bấm huyệt, xoa bóp, làm bảo là giảm mệt mỏi cho các cái dây thần kinh não, cũng như là hỗ trợ máu lưu thông lên não là tốt hơn, ngăn ngừa những cái biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, đau nửa đầu. Hay là ở cái bài tập trung vào thắt lưng đấy, các bạn văn phòng hay là các bạn là thường xuyên ngồi nhiều, đứng nhiều thì rất hay là đau mỏi ê thắt lưng đấy, cùng với cả các cái đối tượng khách hàng 50, 60, 70 tuổi thì cái độ tuổi già thường có những biểu hiện đau do gai đôi tai hóa đấy, thì nó sẽ giảm cơn đau nhanh trực tiếp đấy. Và cái ưu điểm của khi các bạn sở hữu cái sản phẩm ghế massage tại nhà thì bất cứ lúc nào, không kể ngày hay là đêm, chỉ cần lúc các bạn đau mỏi, các bạn có thể bước ngay vào chiếc ghế massage như thế này, các bạn ngồi 5-7 phút hay là 10-15 phút đấy, là các cái bài điều chỉnh massage nó sẽ giúp là các bạn là thuyên giảm cơn đau đấy. Hôm sau các bạn đau tiếp, các bạn lại có thể ngồi vào mà không mất tiền cũng như thời gian tới các trung tâm vật lý trị liệu hay là xoa bóp bấm huyệt. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn ở đây là hệ thống túi khí hơi. Thiết kế trên F99 Fujigashi thì là có tới 36 túi khí hơi phân bố đều ở phần bàn chân, bắp chân, hông, eo, bàn tay, bắp tay, vai và đầu. Ở hệ thống túi khí hơi này là nó sẽ là co bóp, xoa bóp một cách nhịp nhàng, giảm các triệu chứng tê bì, đau mỏi toàn thân ở phần cánh tay, bả vai. Và đặc biệt nữa là ở trên cái hệ thống túi khí hơi này có tới ở phần vùng bàn chân và bắp chân này có 8 thỏi nam châm vĩnh cửu tự nhiên. Đấy, trong quá trình massage với sự co bóp của túi khí hơi thì nó có tác dụng là hỗ trợ loại bỏ được cholesterol ở trong máu cũng như là gạt bỏ được axit lactic ứ động trong cơ,
là nguyên nhân gây tới các cái tình trạng là căng cứng nhức mỏi hay là tê bì cổ tử hay là giãn tĩnh mạch ở hệ cơ. Và đặc biệt hơn nữa là ở cái phần chân như các bạn đang thấy đây, phần chân của ghế massage Fujikashi này thì là thiết kế cho bạn là hệ thống quan năng Bishinkon bấm huyệt dưới ngang lòng bàn chân rộng khắp và có nhiệt ở ngoại phân bố đều. Thứ nhất là khi các bạn là sử dụng với lớp các đối tượng là thường xuyên tê bì tay chân hay là các đối tượng là thường xuyên phải là đi giày dép cao gót mặc quần áo bó sát căng cứng đấy, thì là nguyên nhân dẫn tình trạng tê bì hay là mất ngủ. Thì những viên bi ở dưới ngang lòng bàn chân nó hoạt động đủ rộng khắp bàn chân đảm bảo massage cho các bạn là tới 72 huyệt đạo ở dưới ngang lòng bàn chân. Mà như các bạn đã biết, đôi bàn chân của các bạn như là huyệt như là trái tim thứ hai của cơ thể, mỗi một huyệt đạo dưới ngang lòng bàn chân nó sẽ tương thích với một bộ phận trên thân người. Các bạn có thể là mất ngủ này, chán ăn này, đấy, mệt nhọc này, hay là stress nó ôm, các bạn massage chân có thể cải thiện được. Hay là ở đây thì là phần túi khí hơi ở vùng hông hay là eo hay là phần bàn tay đây, thiết kế cho bạn những cái phần gai nổi ngõm đấy để đảm bảo trong quá trình massage cùng với cái nhiệt nó thoát ra đấy, để đảm bảo là thoát được cái bộ hơi độc trong quá trình là massage nó sinh nhiệt thì tác dụng lên cơ thể, cái nhiệt vùng ngoại đó hoặc cũng như nhiệt sưởi đó nó giúp các bạn là đẩy được cái độc tố trong cơ thể qua tuyến mô ra. Và đặc biệt nữa là ở đây mình muốn giới thiệu với các bạn là gì, đó là cái chế độ massage đầu. Đấy, riêng chỉ có ở phiên bản ghế massage Fujikashi F99 mới được thiết kế thêm cho bạn cái phần massage phần đầu như thế này. Ở phần massage phần đầu như này, đằng sau gáy của các bạn là thiết kế cho các bạn là hai quả Bishinkon. Trong quá trình là hơi co bóp thì nó sẽ co bóp theo hai quả Bishinkon này vào hai cái họng gáy của các bạn, đó là hai huyệt phong trì. Các bạn hoa mắt, chóng mặt, đau nửa đầu, viêm xoang, sổ mũi đấy có thể cải thiện được. Hoặc là ở đây nữa là các cái trường hợp ví dụ như là thiểu năng tuần hoàn máu này, máu não này, hay là các bạn là kém trí nhớ hay là hoa mắt trong mặt thường xuyên, thì khi được massage với phần điều chỉnh massage đầu như này thì với những cái bài massage theo kiểu Thái ở vùng đầu thì nó sẽ giúp các bạn giải phóng là các cái cơn mệt mỏi cũng như là các cái sự căng cứng của phần khối óc của mình, xua tan đi rất là nhanh cũng như là phục hồi trí nhớ cũng như là thị lực cho các bạn rất là tốt. Và tiếp theo nữa mình giới thiệu với các bạn luôn, thì ở đây thì trên cái phần ghế massage Fujikashi này thì hiện tại là các bạn nhìn thì khi về các bạn lắp đặt thì ghế massage Fujikashi F99 này thì về nhà các bạn là ưu điểm hơn so với các dòng ghế thông thường là về nhà các bạn chỉ cần đặt cách tường cho mình đúng là 5cm. Trong 5cm đó thì là ở dưới đây thì có thanh trượt về phía trước giúp các bạn là tiết kiệm tối đa không gian. Khi các bạn sử dụng thì là toàn bộ cái phần thân máy cũng như phần chân, phần lưng nó sẽ đẩy ra trước chứ không đẩy ra đằng sau như các bảng ghế massage thông thường. Còn đặc biệt nữa là ở đây là cái mình muốn giới thiệu các bạn, ở đây là cái làn da, cái nước da của cái phần máy ghế massage F99. Đây là cái nước da là simili nhân tạo, nó khác hẳn với da là phun thông thường hay là kể cả là da thật tự nhiên. Thì trong quá trình massage các bạn có da mồ hôi thì cái nước da này thì nó không gây mùi. Và thứ hai nữa là cái nước da này là nó thiết kế dành riêng cho thị trường Đông Nam Á với khí hậu là nhiệt đới. Các bạn khi mùa đông các bạn ngồi vào thì có cảm giác là ấm, và khi mùa hè các bạn ngồi vào có cảm giác là mát này. Và trong cái khâu vệ sinh đấy thì các bạn có thể là sử dụng xịt da hay là dùng khăn ẩm đấy, vệ sinh là sạch bụi mà không lo bị hư hỏng cái bề mặt da và sản phẩm. Đây là nước da Simini áp dụng công nghệ cao của Nhật nên là trong quá trình các bạn sử dụng không phải lo các yếu tố thời tiết hay là về các yếu tố là tác động ngoại lực ví dụ như là trong quá trình là di chuyển mà ảnh hưởng đến nước da. Và cái điểm cuối cùng mình muốn nhấn mạnh ở đây thì là cái chế độ là điều khiển hoặc điều khiển đằng sau đây là các cái chế độ điều khiển riêng rời. Đấy, các bạn trong quá trình bạn massage, ví dụ các bạn đau ở ngang lưng hay thắt lưng hay là tê phần hông eo đấy, các bạn có thể điều chỉnh cụ thể các cái phần đó trên bàn phím điều khiển đằng sau với các động tác thay đổi bóp ấn vỗ nhào bấm huyệt cùng với là các cái lập trình dành riêng cho bàn chân bắp chân cũng như là vai tay. Và cái tính năng cuối cùng trên mặt điều khiển thì đó là cái tính năng là massage cái đường nhạc.
có rất nhiều đối tượng khách hàng là khó tính, cũng như là cơ địa của khách hàng là rất khó thích nghi được với các mẫu ghế massage. Thì tùy theo tâm trạng của các bạn có thể lựa chọn cho mình một bản nhạc, ví dụ như bản nhạc quê hương, bản nhạc trữ tình hay là những cái bản nhạc nhẹ. Sau đó các bạn kết nối MP3, sửa và bật cái nút music ở trên đây. Thì các cái chế độ massage nó sẽ theo các cái nhịp điệu của nốt nhạc và theo cái tâm trạng của các bạn vào thời điểm các bạn làm massage đó, thì sẽ tạo được cho các bạn là những cái bài luyện tập thư giãn mang tính là giải trí và tác dụng sức khỏe nó cao hơn. Hay là những cái nền nhạc mạnh, dù nhạc rock, nhạc remix, nhạc pop đấy, các bạn cũng có thể làm kết hợp làm massage thư giãn. Sản phẩm ghế massage Fuji Akashi F99 của bên mình thì hiện tại là bảo hành cho khách hàng lên đến 6 năm đấy. Còn chế độ bảo trì là trọn đời sản phẩm. Trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn có thể gọi bảo hành cũng như là bảo trì bất cứ lúc nào trong thời gian từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và nhân viên bảo hành của bên mình là phục vụ các bạn, ví dụ như là các ở các điểm mà thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì không quá 4 tiếng, còn trong các tỉnh phía chi nhánh thì bên mình là không quá 1 ngày. Hy vọng là cái clip hôm nay là mình làm giới thiệu ở đây sẽ có tác dụng cho các bạn về lựa chọn cho mình được những cái mẫu sản phẩm hay là những cái sản phẩm ghế massage phù hợp cùng với là tính năng của sản phẩm, cùng với là giá trị của sản phẩm cũng như là chất lượng của sản phẩm. Chào các bạn.